Kính thưa các thầy cô chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể quý đồng nghiệp. Sau đây em xin phép được báo cáo về ứng dụng của sinh học phân tử trong bệnh ung thư. Như quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã biết, đối với bệnh ung thư ở Việt Nam của chúng ta thì theo số liệu của Global Can năm 2020 thì bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam của chúng ta bao gồm ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú. Và các cái nguyên nhân gây ra bệnh ung thư này là gì? Đó là các cái yếu tố tác động từ bên ngoài cũng như nội tại của cơ thể gây các cái quá trình đột biến. Và lúc này các cái tế bào ung thư hình thành từ các cái đột biến mắc phải do các cái tác nhân là các cái yếu tố hóa học tác động vào gây ung thư, các yếu tố vật lý gây ung thư, các cái tình trạng nhiễm vi khuẩn, virus và môi trường sống, rồi chế độ ăn, rồi lối sống cũng là những cái tác nhân gây các cái quá trình đột biến mắc phải và hình thành lên các cái khối u này. Và một nguyên nhân nữa đó là liên quan đến yếu tố di truyền. Nguyên nhân này chiếm khoảng 5% so với các cái nguyên nhân gây bệnh ung thư. Xin phép được chia sẻ với quý thầy cô và quý đồng nghiệp về cái cơ chế phân tử của bệnh ung thư. Với cái giai đoạn phát triển của ung thư thì giai đoạn đầu tiên đó là cái sự hình thành các cái đột biến gen sau khi mà chịu sự tác động của các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học sẽ khiến cho cái tế bào bị đột biến. Và lúc này sẽ hình thành lên các cái tế bào ung thư và các cái tế bào ung thư tăng sinh nhân lên và hình thành lên các cái khối u. Và các khối u này sẽ xâm lấn vào các cái tổ chức lân cận, sẽ di căn theo đường bạch huyết đến các cái tổ chức hạch và di căn theo đường máu đến các cái tổn thương ở xa và tiếp tục tạo thành các cái ổ di căn ở các cái tổ chức xa với khối u ban đầu. Và chúng ta có hai loại gen, đó là gen gây bệnh ung thư và gen ức chế cái quá trình hình thành lên các cái khối u này. Nếu như trong cái quá trình vì một lý do nào đó cơ thể của chúng ta xuất hiện các cái đột biến gen gây bệnh ung thư hoặc là xuất hiện các cái đột biến gen mà khiến cho các cái gen ức chế cái khối u này nó bị mất chức năng thì lúc này sẽ hình thành lên các cái khối u. Về các cái gen gây bệnh ung thư hay còn gọi là các oncogen này thì bao gồm đó là các cái yếu tố tăng trưởng, các cái cụ thể của yếu tố tăng trưởng, các cái thành phần trong bào tương của đường dẫn truyền tín hiệu tế bào, các yếu tố sao chép và các yếu tố điều hòa tế bào chết theo chương trình. Các cái gen ức chế khối u thì bao gồm các cái protein nội bào điều hòa hoặc là ức chế cái chu trình tế bào, các cái cụ thể của các cái nội tiết tố, các phân tử protein điều khiển điểm kiểm soát chu kỳ tế bào hoặc là các phân tử protein tham gia vào quá trình chết theo chương trình hay là các enzyme tham gia vào cái quá trình sửa chữa DNA. Một số gen ức chế khối u cũng đã được nghiên cứu và ngày càng được nghiên cứu nhiều. Ví dụ như là gen TP53 thì xuất hiện hay gặp trong bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư vú. Rồi gen BRCA1, BRCA2 là gen mà giúp cái sửa chữa quá trình đứt gãy DNA thì hay gặp trong ung thư vú, ung thư buồng trứng ở nữ giới, ung thư tụy, ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Và một khái niệm nữa em xin phép được chia sẻ ở đây đó là sinh tiết mô và sinh tiết lỏng. Vậy hai cái loại sinh tiết này khác nhau như thế nào? Đối với sinh tiết mô tức là cái sinh tiết để lấy các cái khối u này ra để làm cái xét nghiệm mô bệnh học và sau đó thì từ cái khối nến này, các cái khối tiêu bản này thì sẽ đánh giá các cái xét nghiệm đột biến gen của người bệnh. Các cái khối u này thì được lấy bệnh phẩm mẫu mô từ các khối u, từ các cái tổn thương hạch hoặc là từ các cái tổn thương di căn. Thì đây là một cái thủ thuật mà xâm lấn và tốn nhiều thời gian hơn vì là chúng ta sẽ phải có cái khâu cố định các cái bệnh phẩm rồi chi phí cao hơn. Thế còn sinh tiết lỏng thì là một cái thủ thuật không xâm lấn và có thể lấy cái mẫu máu của người bệnh ra để làm các cái xét nghiệm thì chi phí thấp hơn và thời gian ngắn hơn cũng như là giúp ích cho cái quá trình theo dõi về cái mục đích điều trị. Thế còn cái giá trị để mà chẩn đoán thì lại ít hơn so với cả cái sinh thiết mô. Vậy thì ý nghĩa của sinh học phân tử trong bệnh ung thư như thế nào? Ngày nay thì ứng dụng của sinh học phân tử đang ngày càng được ứng dụng nhiều, không chỉ
trong bệnh ung thư mà trong nhiều loại bệnh lý khác. Và trong bệnh ung thư thì sinh học phân tử giúp sàng lọc, chẩn đoán, tư vấn di truyền, giúp điều trị, định hướng cái phương pháp điều trị hiệu quả và lựa chọn cái phương pháp điều trị hiệu quả, giúp đánh giá cái tình trạng đáp ứng, giúp dự báo cái bệnh và đánh giá cái tình trạng tồn dư bệnh và dự đoán cái tình trạng tái phát. Trong tất cả các ứng dụng này của sinh học phân tử thì ứng dụng về định hướng và lựa chọn các phương pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là các cái điều trị đích, điều trị cá thể hóa, đây là cái vai trò quan trọng nhất của ứng dụng sinh học phân tử trong bệnh ung thư. Còn cái vai trò tiếp theo cũng giúp để mà tiên lượng bệnh và dự báo rằng cái kết quả điều trị có đáp ứng ra sao. Vậy thì vai trò của sinh học phân tử trong sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư cũng như là tư vấn di truyền như thế nào? Đã có một số các cái nghiên cứu trên thế giới về việc đánh giá một số các biomarker trong sàng lọc và chẩn đoán bệnh ung thư. Ví dụ như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng, ung thư đại trực tràng, rồi ung thư gan, rồi một loạt các cái ung thư khác. Ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt là trên những cái đối tượng nguy cơ cao, thì sẽ được làm xét nghiệm PSA, toàn phần PSA tự do phối hợp với cả siêu âm ổ bụng trên những đối tượng nguy cơ cao để sàng lọc phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt. Đối với ung thư gan thì cũng có các khuyến cáo trên thế giới về việc sử dụng alpha-P, alpha-PL3, PIK2 phối hợp với cả siêu ổ bụng để sàng lọc phát hiện sớm ung thư gan trên những đối tượng nguy cơ cao, đó là những trường hợp xơ gan do virus hoặc là xơ gan do những nguyên nhân khác, rồi những trường hợp viêm gan B, viêm gan C là những cái đối tượng nguy cơ cao có thể mắc các cái bệnh lý này thì cũng đã được sàng lọc dựa vào các cái biomarker này. Ngoài ra nữa thì trên thế giới cũng đang nghiên cứu và áp dụng về cái việc dự báo các cái nguy cơ mắc bệnh khi mà có các cái đột biến gen, thì với các xét nghiệm mẫu mô thì cũng có những cái panel lên đến hơn 100 gen, 161 gen trên cái panel này để phát hiện xem người bệnh có mang những cái gen gì và những gen gì mang cái yếu tố di truyền mang tính chất là cha sinh mẹ đẻ ra đã có rồi, các cái gen mang tính chất là bẩm sinh, thì từ đó mà sẽ giúp tư vấn di truyền cũng như là dự báo các cái nguy cơ mắc bệnh và giúp tư vấn cho người bệnh cái lối sống phù hợp để giảm thiểu các cái nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các cái gen này thì cũng được biết đến, ví dụ như gen ABC trong bệnh ung thư đại trực tràng, rồi BRCA1, BRCA2 trong ung thư vú, ung thư buồng trứng, rồi một số các cái gen khác nữa trong các u tủy thượng thận, rồi trong các cái nhiều các cái loại bệnh ung thư khác nhau. Và cái việc dự báo các cái nguy cơ mắc bệnh này cũng đã được nói đến trong nhiều cái loại bệnh, trong đó có ung thư đại trực tràng với các gen ABC, đặc biệt là trên các cái hội chứng Lin, rồi gen BRCA1, BRCA2, rồi gen TP53 trong nhiều các loại bệnh ung thư khác như ung thư buồng trứng, ung thư vú hoặc là ung thư dạ dày, ung thư tụy, rồi các cái trường hợp bệnh lý khác nữa. Rồi các cái dự báo các cái hội chứng ung thư đại trực tràng mang tính chất di truyền thì tùy thuộc vào các cái hội chứng này và đồng thời người bệnh xuất hiện các cái gen gì mà sẽ có các cái tư vấn di truyền phù hợp cho người bệnh, để từ đó mà chúng ta sẽ giúp người bệnh điều chỉnh các cái lối sống làm sao cho nó phù hợp để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư, cũng như là đưa ra các cái cảnh báo để người bệnh được tầm soát bệnh ung thư để từ đó mà phát hiện sớm các cái trường hợp mắc bệnh. Rồi cũng đưa ra được các cái dự báo về các cái nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Ví dụ như là người bệnh mang gen BRCA1 thì có đến 55-65% sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, rồi BRCA2 thì cái tỷ lệ thấp hơn nhưng cũng khoảng gần 50%. Nếu mang gen TP53 thì cũng khoảng từ 50-60% những người mang cái gen này sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, để từ đó mà chúng ta có các cái chiến lược theo dõi và tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú phù hợp. Với cái tư vấn di truyền đối với bệnh ung thư, đặc biệt là đối với bệnh ung thư vú, với cái gen BRCA1, BRCA2, đây là cái gen mà ức chế khối u và giúp chức năng là sửa chữa cái sự đứt gãy DNA. Thế thì trong trường hợp mà có các cái đột biến gen này thì sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng ở nữ giới, ung thư tụy, ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới,
Với các cái tỷ lệ thì theo các cái nghiên cứu, tùy từng nghiên cứu chị sẽ cho và các cái tỷ lệ khác nhau. Ví dụ như là mang gen BRCA1 thì cho thấy rằng nguy cơ tích lũy thấy rằng có đến 65% có thể mắc bệnh ung thư vú nếu như mang cái gen BRCA1 này. Còn mang gen BRCA2 thì khoảng 45%, đấy là ở nữ giới. Thế còn ở nam giới thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cũng như là ung thư tuyến tụy. Và từ cái việc mà có mang các cái gen đột biến mang tính chất di truyền này thì sẽ giúp nghiên cứu phả hệ để mà từ đó sẽ tư vấn xem những người ở trong gia đình sẽ có nguy cơ mắc bệnh như thế nào và từ đó sẽ đưa ra được các chiến lược sàng lọc phát hiện sớm cũng như là tư vấn di truyền phù hợp. Và một ví dụ điển hình về cái tư vấn di truyền của gen BRCA1, BRCA2 đó là diễn viên Angelina Jolie. Cô này thì có bà ngoại, mẹ và dì đều mắc ung thư vú hoặc là ung thư buồng trứng. Và khi mà làm xét nghiệm gen thì phát hiện ra cô có đột biến gen BRCA1 mang tính chất di truyền và sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Vào năm 2013 thì cô đã tự tin cắt bỏ hoàn toàn hai tuyến vú và năm 2015 thì sẽ cắt cả buồng trứng và ống dẫn trứng để nhằm mục tiêu là dự phòng cái nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng. Tuy nhiên thì cũng có những ý kiến cho rằng tại sao mà phải dự phòng như vậy, bởi vì ung thư vú hay ung thư buồng trứng chúng ta có thể phát hiện sớm được. Nếu như chúng ta biết mang các cái gen này thì chúng ta có thể tầm soát phát hiện sớm, nhưng có thể rằng là vừa cắt bỏ tuyến vú và vừa thẩm mỹ để làm sao cho đẹp hơn. Và cô cũng đã tự tin tuyên bố trên tờ New York Times rằng tôi không muốn con mình sau này phải nói rằng mẹ mình sẽ chết vì ung thư buồng trứng. Do vậy mà cô đã tiến hành dự phòng bằng cái việc cắt bỏ hoàn toàn tuyến vú và buồng trứng và ống dẫn trứng. Rồi cái tình trạng mê tinh hóa của các cái gen thì cái tình trạng mê tinh hóa này thì cũng làm cho protein ức chế khối u không được và biểu hiện và từ đó mà cũng hình thành lên các cái khối u. Thế vào cái việc xét nghiệm các cái gen mã hóa protein thì cũng giúp sàng lọc phát hiện sớm được một số bệnh ung thư và cũng đã có một số các cái nghiên cứu trên thế giới cũng như là các kit trên thế giới cũng đã được thương mại hóa về cái việc xác định cái sự mê tinh hóa của các cái gen này để trong phát hiện sớm ung thư cổ tử cung cũng như là ung thư khoang miệng. Thì cái thủ thuật này thì ít xâm lấn bởi vì bệnh phẩm là cái niêm mạc khoang miệng hoặc là cái niêm mạc ở cổ tử cung và cho cái độ nhạy và độ đặc hiệu cũng trên 80% để phát hiện sớm những trường hợp ung thư cổ tử cung và ung thư khoang miệng để từ đó mà sàng lọc cũng như là theo dõi cái tình trạng tái phát cái ung thư cổ tử cung và ung thư khoang miệng. Trên thế giới thì cũng có một số các cái nghiên cứu về cái việc đánh giá cái tình trạng mê tinh hóa cái gen SET9 trong bệnh ung thư đại trực tràng. Đây cũng là một cái gen kiềm chế khối u, kiểm soát cái chu trình tế bào. Và người ta thấy rằng khi có cái sự mê tinh hóa SET9 này thì có liên quan chặt chẽ với cái tình trạng mắc ung thư đại trực tràng. Do vậy mà người ta cũng tiến hành xét nghiệm cái gen này để từ đó mà tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư đại trực tràng thì cũng cho cái độ nhạy và độ đặc hiệu trên 80%. Và người ta cũng đã tiến hành cái sàng lọc này để mà từ đó sau đó thì sẽ nội soi đại tràng cho những cái trường hợp người bệnh có cái nguy cơ cao để từ đó mà phát hiện sớm bệnh ung thư đại trực tràng thì cũng đã được phê duyệt tại một số nước trên thế giới. Tuy nhiên thì ở Việt Nam của chúng ta thì cũng chưa triển khai cái xét nghiệm mê tinh hóa gen SET9 này. Và vai trò của sinh học phân tử trong điều trị bệnh ung thư như thế nào? Thì với cái bệnh ung thư thì vai trò của sinh học phân tử trong điều trị đây là cái giá trị lớn nhất của sinh học phân tử trong bệnh ung thư. Và một số các cái đột biến gen đã được ứng dụng trong cái định hướng cái điều trị bệnh ung thư đó là đột biến gen EGFR được ứng dụng rất là nhiều trong bệnh ung thư phổi. Đây là một cái thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu mô và cái thụ thể này thì sẽ tiếp nhận các tín hiệu của các yếu tố tăng trưởng từ phía bên ngoài tế bào và sẽ kích thích vào cái vùng nội bào ở bên trong tế bào và từ đó hoạt hóa các cái quá trình ở bên trong tế bào khiến cho tế bào tăng sinh, nhân lên và hình thành các mạch máu mới và tránh cái sự chết theo
chu trình. Và cái đột biến gen EGFA cũng đã được ứng dụng nhiều trong bệnh ung thư phổi, và người ta quan tâm đến các cái đột biến gen nhạy với các thuốc ức chế tyrosine kinase trên exon thứ 19 rồi trên exon thứ 21 là hai cái đột biến mà thường gặp nhất. Ngoài ra thì gặp những cái đột biến ở các cái vị trí khác trên exon thứ 19, trên exon thứ 20 là các cái đột biến mà không thường gặp. Và cái bệnh phẩm để làm xét nghiệm đột biến EGFA thì có thể lấy từ mẫu mô, từ tổ chức khối u, từ tổ chức hạch hoặc các cái tổ chức di căn để làm cái xét nghiệm đột biến EGFA này. Và ngoài ra nữa cũng có thể lấy bệnh phẩm xét nghiệm đột biến EGFA từ mẫu huyết tương, tức là lấy các cái DNA có nguồn gốc từ các tế bào ung thư giải phóng các mảnh DNA vào trong máu, và từ đó là sẽ lấy các cái mảnh DNA này để làm các cái xét nghiệm đột biến EGFA mẫu huyết tương. Thế và đối với bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cũng ứng dụng rất là nhiều để trong lựa chọn các cái phương pháp điều trị cho người bệnh, đặc biệt là điều trị các thuốc phân tử nhỏ, các thuốc ức chế tyrosine kinase. Ngoài cái đột biến EGFA thì cái đột biến ALK cũng được ứng dụng nhiều trong bệnh ung thư phổi. Rồi đột biến gen ROS1 cũng được ứng dụng trong bệnh ung thư phổi. Đột biến gen BRAF cũng được ứng dụng không chỉ trong ung thư phổi mà trong ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến giáp cũng được ứng dụng để từ đó mà lựa chọn các cái phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh. Đột biến gen NTRK cũng được ứng dụng trong một số các cái bệnh để mà lựa chọn các cái phương pháp điều trị đích phù hợp. Đột biến gen RET cũng vậy. Đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF trong ung thư đại trực tràng cũng như là đột biến gen BRAF trong ung thư tuyến giáp cũng đã được ứng dụng. Và cái cụ thể yếu tố tăng trưởng này nó sẽ kích hoạt các cái quá trình chu trình ở phía bên trong tế bào, và trong đó có họ nhà RAS cũng như là BRAF. Rồi cái quá trình đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF này thì sẽ giúp cho bác sĩ lựa chọn các cái kháng thể đơn dòng điều trị phù hợp cho người bệnh, nhất là trong những trường hợp ung thư đại trực tràng ở giai đoạn di căn. Rồi đánh giá cái tình trạng gen DPID cũng giúp để từ đó mà đánh giá xem là người bệnh có cái tình trạng gen DPID như thế nào và sẽ lựa chọn các cái phương pháp điều trị trong những trường hợp mà bệnh nhân cần phải chỉ định điều trị 5FU, xem là người bệnh điều trị thì sẽ có các cái độc tính hay không nếu như xuất hiện các cái tình trạng đột biến gen DPID này. Đột biến gen BRCA1, BRCA2 cũng đã được ứng dụng trong điều trị đối với bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Ngoài ra nữa thì các cái đột biến gen PIK3CA cũng như là một số các cái chuỗi gen cũng đang tiếp tục được nghiên cứu và được ứng dụng trong nhiều loại bệnh ung thư. Và sau đây thì em xin phép được chia sẻ trong một số bệnh ung thư. Đối với bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cũng có rất là nhiều các cái gen đột biến trong cái bệnh này và cũng đang được nghiên cứu với các cái đích khác nhau, thì có các cái phương pháp lựa chọn các cái thuốc điều trị khác nhau phù hợp cho người bệnh, tùy thuộc vào các cái xét nghiệm gen này của người bệnh là gì thì sẽ có các cái phương pháp lựa chọn. Ví dụ như người bệnh có các đột biến EGFA thì sẽ có các cái thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3 để điều trị cho người bệnh. Đột biến ALK thì cũng có các cái thuốc phân tử nhỏ điều trị tác động vào các cái gen này. Rồi các cái đột biến gen BRAF, rồi các cái khuếch đại MET cũng có các cái thuốc để mà lựa chọn phù hợp cho người bệnh. Em xin phép được chia sẻ một trường hợp lâm sàng. Đây là một trường hợp mà một bệnh nhân nữ 47 tuổi năm 2016 thì được chẩn đoán là một cái ung thư phổi trái, có tổn thương di căn não, tổn thương di căn xương, mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến, và đã được làm xét nghiệm đột biến EGFA mẫu mô, phát hiện ra cái đột biến xóa đoạn trên exon thứ 19 và bệnh nhân được điều trị bằng thuốc điều trị đích là erlotinib phối hợp với cả điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay vào cái tổn thương di căn não, rồi điều trị giảm đau vùng tổn thương di căn xương bằng các thuốc chống hủy xương và phosphor-32, và bệnh ổn định đến năm 2018 thì xuất hiện cái tình trạng tiến triển bệnh, dịch màng phổi tăng lên, khối u kích thước tăng trở lại,
và bệnh nhân đã được điều trị hóa trị và lúc này thì cũng đã được làm xét nghiệm đột biến IGF-A mẫu mô, cụ thể là lấy cái bệnh phẩm là cái dịch màng phổi ra làm cell block khối tế bào và phát hiện có tổn thương xóa đoạn trên exon thứ 19 trước đó và xuất hiện cái đột biến gen T790M. Nhưng tuy nhiên thời điểm đó ở Việt Nam của chúng ta chưa có thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ 3, do vậy mà bệnh nhân được điều trị bằng hóa trị và sau một thời gian bệnh ổn định lại xuất hiện tình trạng tiến triển bệnh vào năm 2019 thì bệnh nhân được chuyển sang điều trị osimertinib và phối hợp với cái điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay vào cái tổn thương di căn não. Và cho đến thời điểm hiện tại năm 2021 thì sau 2 năm điều trị thì bệnh nhân xuất hiện đến tình trạng tiến triển bệnh và bệnh nhân được xạ trị gia tốc toàn não và đang được điều trị hóa trị và điều trị miễn dịch. Và chúng ta thấy rằng với việc ứng dụng của sinh học và phân tử cũng đã định hướng và lựa chọn được cái phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh này, mặc dù đã ở cái giai đoạn 4, giai đoạn di căn não, di căn xương rồi, nhưng bệnh nhân cho đến thời điểm hiện tại sau 5 năm điều trị thì vẫn đang đạt được cái sự ổn định bệnh. Trong bệnh ung thư đại trực tràng cũng đã được ứng dụng nhiều các cái xét nghiệm sinh học và phân tử. Và đây là một trường hợp, một bệnh nhân nam 47 tuổi cũng được chẩn đoán là một cái ung thư đại tràng trái, di căn gan đa ổ và gan phải và gan trái. Và bệnh nhân này cũng xét nghiệm sinh học phân tử là một các cái trường hợp không có cái tình trạng đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF. Mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến và bệnh nhân đã được điều trị hóa trị với phối hợp với cả cetuximab. Và sau đó thì tình trạng bệnh đáp ứng tốt, khối u gan, những cái khối u nhỏ đã tan biến và khối u kích thước 7cm thì cũng đã giảm xuống còn 3cm và bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt đoạn đại tràng phối hợp với cả cắt phân thủy gan và tiếp đó thì được điều trị duy trì bệnh. Rồi ứng dụng sinh học phân tử trong bệnh ung thư vú cũng đã có rất là nhiều các cái đích để mà từ đó chúng ta lựa chọn các cái phương pháp điều trị cho người bệnh. Trong ung thư buồng trứng cũng vậy, cũng có rất là nhiều các cái đích khác nhau với tùy thuộc vào các cái đột biến gen khác nhau thì cũng có các cái lựa chọn các cái phương pháp điều trị tối ưu cá thể hóa cho từng người bệnh. Trong ung thư thận cũng đã được nghiên cứu với nhiều các cái thuốc phân tử nhỏ rồi các cái kháng thể đơn dòng rồi các thuốc ức chế mTOR. Trong ung thư biểu mô tế bào gan cũng vậy, cũng có các cái thuốc phân tử nhỏ, các cái kháng thể đơn dòng được ứng dụng để điều trị. Đó là vai trò của điều trị. Vậy thì vai trò của sinh học phân tử trong theo dõi đáp ứng cũng như là tiên lượng bệnh là ra sao? Trong theo dõi đáp ứng thì vai trò của sinh thiết lỏng cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng để phát hiện các cái DNA có nguồn gốc từ khối u được lưu hành ở trong máu, từ đó mà đánh giá xem là người bệnh đã đạt được cái tình trạng đáp ứng bệnh hay chưa, rồi có xuất hiện các cái tình trạng, các cái đột biến gen mới hay không. Và với cái vai trò để đánh giá các cái ctDNA lưu hành trong máu này thì cũng giúp định hướng các phác đồ điều trị, theo dõi xem là bệnh còn tồn dư hay không. Và trên thế giới đang nghiên cứu về vai trò của phát hiện sớm ung thư. Tuy nhiên thì cho thấy rằng đối với cái sự giải phóng DNA lưu hành vào trong máu thì trong các cái trường hợp mà ở giai đoạn sớm rất là khó để phát hiện các cái tế bào lưu hành trong máu này. Do vậy mà giá trị trong sàng lọc đang tiếp tục được nghiên cứu trên thế giới, rồi đánh giá cái tình trạng kháng thuốc như thế nào, cũng như là theo dõi cái đáp ứng và dự báo cái đáp ứng điều trị và đánh giá cái quá trình tiên lượng bệnh của người bệnh. Một ứng dụng sinh học phân tử nữa đó là đánh giá cái sự mất ổn định vi vệ tinh của các cái gen biểu hiện bởi cái sự tăng chiều dài của các đoạn vi vệ tinh và hậu quả là của cái sự suy giảm các chức năng của hệ thống sửa lỗi ghép cặp của các DNA thì cũng đã có nhiều các cái thuốc để mà điều trị trong những cái trường hợp mà có cái sự bất ổn định vi vệ tinh này, vi vệ tinh cao, đặc biệt là trong các cái phương pháp điều trị miễn dịch cũng cho thấy rằng có hiệu quả đối với những trường hợp có mất ổn định vi vệ tinh cao này. Rồi ứng dụng trong các cái bệnh u não thì cũng có các cái gen MGMT để từ đó mà đánh giá xem người bệnh sẽ có đáp ứng với cái phương pháp điều trị bằng temozolomide hay không. Rồi các cái gen IDH1, gen IDH2 cũng giúp là lựa chọn cái phương pháp điều trị cũng như là có giá trị với tiên lượng bệnh. Một cái enzyme khác là TPMT
cũng có vai trò trong cái quá trình chuyển hóa cái theopurin. Thì các cái thuốc mà theopurin được sử dụng trong điều trị bệnh bạch cầu, dòng tùy cấp tính và mãn tính, rồi các cái viêm loét đại trực tràng, thì cũng đánh giá các cái enzyme này thì cũng đánh giá được xem là người bệnh sẽ đáp ứng với các cái thuốc điều trị này hay không. Từ đó mà sẽ giúp giảm chi phí cũng như là giảm các cái nguy cơ, các cái độc tính cho người bệnh và tăng cái hiệu quả điều trị bệnh. Rồi đánh giá FCGA thì cũng là cái yếu tố để đánh giá cái con đường gây độc tế bào phụ thuộc vào kháng thể. Và với cái việc đánh giá tính đa hình các cái gen này, FCGR, thì cũng giúp dự đoán cũng như là đánh giá cái khả năng đáp ứng của bệnh khi được điều trị bằng các cái kháng thể đơn dòng. Nói tóm lại thì vai trò của sinh học phân tử ngày càng được ứng dụng nhiều trong bệnh ung thư, và cái việc ứng dụng sinh học phân tử cũng giúp lựa chọn các cái thuốc điều trị đích, từ đó mà giúp tiên lượng bệnh cũng như là đánh giá cái quá trình tồn dư bệnh, đánh giá cái tình trạng tái phát bệnh, dự đoán các cái độc tính của các thuốc điều trị ung thư, từ đó mà nâng cao cái hiệu quả điều trị cũng như là giảm chi phí và tác dụng phụ của thuốc. Và ngoài ra nữa thì sinh học phân tử còn giúp phát hiện sớm cũng như là dự báo các cái nguy cơ mắc ung thư, rồi giúp tư vấn di truyền ung thư. Và ngày nay thì các cái tiến bộ trong sinh học phân tử cũng đang tiếp tục được nghiên cứu và tiếp tục được đánh giá về cái vai trò cũng như là ứng dụng trong bệnh ung thư ngày càng được nghiên cứu sâu thêm. Vâng, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô và quý đồng nghiệp ạ.